Chào mừng mọi người đến với series Kết nối Việt Kana, chương trình gắn kết giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa. Ở tập trước, chúng ta đã gặp gỡ 2 trong 4 sinh viên Việt Nam tham gia kỳ thực tập tại tỉnh Kanagawa. Và hôm nay, Hongto TV đã có mặt ở trụ sở thành phố Ayase, tỉnh Kanagawa để dự lễ tổng kết kỳ thực tập của 4 bạn sinh viên. Đây là chương trình thực tập được triển khai dưới sự hợp tác của tỉnh Kanagawa và công ty IDEM. Trong năm 2024, với sự phối hợp của thành phố Ayase, 4 công ty sản xuất trên địa bàn đã tiếp nhận 4 sinh viên Việt Nam thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội đến thực tập. Lễ tổng kết là hoạt động cuối cùng của kỳ thực tập. Tại đây, 4 bạn sinh viên đã thuyết trình về những điều bản thân đã học được trong quá trình thực tập, cũng như cảm nghĩ, ấn tượng của mình về những công ty tiếp nhận. Các bạn đã thu về những kiến thức và kinh nghiệm quý báu khi được thực hành tại các vị trí khác nhau, tiếp xúc với nhiều thiết bị và công cụ chuyên dụng. Bên cạnh đó, mỗi bạn sinh viên đều có những trải nghiệm văn hóa mới lạ khi sống tại đất nước mặt trời mọc, cũng như được tiếp xúc, giao lưu với người bản xứ. Dù vẫn gặp rào cản về ngôn ngữ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, đồng thời nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ từ đồng nghiệp, các bạn sinh viên đã hoàn thành một kỳ thực tập thật đáng nhớ. Đầu tiên, xin được chúc mừng các bạn đã hoàn thành kỳ thực tập tại các công ty Nhật ở tỉnh Kanagawa. Nhờ các bạn có thể tự giới thiệu bản thân mình với các khán giả của Hongto TV được không? Xin chào mọi người, mình tên là Đoàn Bạch Khả, sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mình rất vui vì được tham gia thực tập tại tỉnh Kanagawa, tại công ty Kyokai Teku. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Mai Đại Dương, sinh viên năm thứ 5 ngành kỹ thuật cơ khí trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mình đang thực tập tại công ty Nakajima Seisakuso. Dù là mình chỉ có chưa đầy một tuần thôi đúng không? Thế nhưng mà rất là mong Dương với Khả chia sẻ với quý vị khán giả về những cái kỷ niệm, những cái bài học đáng nhớ mà mình đã thu thập, mình đã tích lũy được trong cái khoảng thời gian khi mà làm việc tại công ty Nhật. Những điều mà em học được đó chính là quy trình để tạo nên một sản phẩm của công ty. Và ngoài ra học được văn hóa làm việc của công ty, văn hóa khi chào hỏi, văn hóa khi ăn uống. Ở trường em học các kiến thức về Hàn và đến công ty thì em đã được thực hành Hàn rất là nhiều. Em thấy khả năng thực hành của mình được nâng cao. Vâng, và cuối cùng, mong là Dương và Khả sẽ chia sẻ xem dự định của các bạn sau khi kết thúc kỳ thực tập ở Nhật như thế nào. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, quay trở về Việt Nam, em sẽ cố gắng cải thiện thêm tiếng Nhật, cũng như là kỹ năng chuyên môn, thì có thể tham gia phỏng vấn vào một công ty tại Nhật Bản. Và sau đó em sẽ sang Nhật đây làm việc. Sau chuyến thực tập lần này thì em sẽ về Việt Nam hoàn thành nốt chương trình học, cũng cố gắng học tập tốt tiếng Nhật, rồi em muốn quay trở lại Nhật Bản để làm việc. Cảm ơn Dương và Khả đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trên Hongto TV. Chúc các bạn sẽ vững bước trên con đường trong tương lai của mình. Thế còn các doanh nghiệp Nhật thì đánh giá như thế nào về các sinh viên Việt Nam sau kỳ thực tập tại Nhật Bản? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe. ベトナムの学生さんは非常に真面目で勉強熱心という印象で私たちも受け入れる側もとても楽しく実習をさせていただきました。ですので今学んでいらっしゃることをこれからもさらに深くご自身がやりたいということを一生懸命勉強していただければ日本でも活躍の場は必ずあると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。率直に本当にこちらとしても新しいことが今回のインターンの方を通じまして取り組みができたことが非常に良かったと思っています。今後海外の方の受け入れをする際に今回の経験というのが非常に役に立ってくると思っていますので、インターン生の方に感謝したいです。ありがとうございました。やはりこの中小企業においてやっぱり働く人がやっぱ日本人の方が減っているので、まあ、これを機にベトナムの方々をできれば雇用していきたいなというふうに考えているので、それで今回は考えてみました。はい、非常に勉強熱心っていうのと、あとは真面目で、やはり言葉の壁っていうのがもちろんあるんですけど、それなりにやっぱりこうジェスチャーだったりとか、まあ、そういったところでクリアでしたかなというふうに思っております。できればインターンシップを通じて日本の技術、日本ではこういうことをやってるっていう昔からある技術を日本人ではなくてベトナムの方々にも覚えてもらい、できれば日本のこういうものづくりの世界で頑張ってほしいかなというふうには考えております。3日間
溶接いろんな勉強ご苦労様でした、日本の技術をたくさん学んで、ベトナム戻ったら、大学の勉強もしますが、その後は日本に来るように期待してます。待ってます。来てください。お願いします。以上です。Vâng, và đây là bốn bạn sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham gia vào chương trình thực tập tại tỉnh Kanagawa. Hồng Tô TV hy vọng rằng thông qua hai số của Kết nối Việt Kana, các bạn sinh viên đang có dự định làm việc ở các công ty Nhật sẽ có thêm một nguồn tham khảo và nhận được động lực từ câu chuyện của bốn bạn sinh viên. Trong tương lai, tỉnh Kanagawa hứa hẹn sẽ tiếp tục triển khai các dự án tương tự. Mọi người hãy nắm bắt cơ hội nhé! Một lần nữa, xin cảm ơn các em đã tham gia chương trình cùng với Hong Tô TV. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Sau đây, bạn kết nối Việt Kana. Bye bye.